Thưa quý vị, sau khi cơn bão Yagi đi qua và để lại những tổn thất nặng nề, người dân các địa phương trên địa bàn các tỉnh thành phía Bắc đã bắt tay ngay vào việc dọn dẹp, đầu tư, tu sửa lại cơ sở vật chất để nhanh chóng khôi phục sản xuất. Sau đây là ghi nhận thực tế của chương trình tại tỉnh Hà Nam. Gia đình anh Nguyễn Văn Huynh là hộ nuôi cá lồng bè trên sông Hồng. Anh có tổng số 22 lồng cá, thì 15 lồng bị sóng đánh hỏng, thiệt hại ước tính trên 3 tỷ đồng. Cuộc vốn, dư nợ ngân hàng vẫn còn 2 tỷ. Anh đang từng bước sửa sang lại lồng bè để tiếp tục thả cá vào vụ mới. Đối với cái khoản vay ở ngân hàng ấy, là tôi rất mong muốn là ở ngân hàng sẽ lùi lại cái thời hạn, ví dụ như là lùi lại thời hạn đáo hạn cho tôi này. Thứ hai là có thể là lãi suất có thể hỗ trợ mà giảm đi được một chút. Thứ ba là nếu như ngân hàng mà cho tôi nâng cái mức vay lên. Chăn nuôi, thủy sản là lĩnh vực bị thiệt hại nặng nề. Tỉnh Hà Nam có trên 120.000 con gia súc gia cầm bị chết, nước cuốn trôi, 1.436 hectare nuôi cá, 415 lồng bè nuôi thủy sản bị tràn ngập, cuốn trôi, ước thiệt hại 196,314 tỷ đồng. Với các hộ chăn nuôi bị thiệt hại nặng, hơn lúc nào hết, họ cần có nguồn vốn để tiếp tục đầu tư tái sản xuất, có tiền trả nợ và vực dậy kinh tế. Chúng tôi cũng đang cố gắng để khắc phục, để duy trì. Gia đình tôi thì cũng muốn là đề xuất với ngân hàng để cho gia đình xin giảm lãi suất, hỗ trợ gia đình về độ khoảng chắc con bò thì cũng phải tầm 6 tháng mới khôi phục được. Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và của Agribank, thì Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn giãn nợ và đồng thời thực hiện cho vay mới theo nghị định 55 và theo chỉ đạo của Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước cũng như của Agribank. Hà Nam vẫn tiếp tục rà soát, thống kê và đánh giá chính xác tình hình thiệt hại do bão lũ gây ra. Tỉnh cũng chỉ đạo các ngành, nhất là các ngân hàng có những phương án phù hợp để hỗ trợ người dân vay vốn, khôi phục sản xuất kinh doanh.